À, bây giờ hôm nay tôi sẽ quay xe vào chung. Tôi ngồi tôi nâng con flash xe flash này lên để tôi lấy tài nguyên tôi đi đi ải với anh em. Bây giờ phải phải nâng con flash này lên khá là nhiều đó, phải nâng con flash này lên để tôi mua thêm hai lượt đi nữa tôi ấy rồi mấy anh em. Để tôi đi đi đi, đi tháp cho nó khỏe để nâng con flash này ít nhất lên 2 sao. Rồi nâng thiên phú à. Thiên phú chưa nâng nè, cấp này thì hãy trang bị coi. Rồi, ok này là bây giờ phải nâng lên hết, nâng hết cho đầy đủ lên hết xong rồi mình vô mình đi, mình coi thử là con flash này nó sẽ đi tới đâu. Việc mà ngày xưa các bạn kêu là like mấy nền tảng khác là tôi có người mời rồi mà tôi không đi được mấy. Căng lắm mấy anh em, mà nhìn nó dễ vậy, mấy anh em nhìn thấy người ta làm vậy đâu phải người ta dễ gì, mà nhiều người nổi tiếng người ta cũng nhả ra đó mấy anh em. Nhiều người nổi tiếng bây giờ người ta cũng nhảy ra rồi, người ta làm đâu nổi đâu mấy anh em, không dễ ăn đâu. Trời mấy cái nền tảng livestream bây giờ căng lắm mấy anh em. Mà à, 3 sao thì em lấy đủ 3 sao luôn, đủ bằng siêu mới thôi, thẻ đồ bằng siêu mới thôi. Cái này là HP, cái này là công đúng không ta? Biểu tượng này là từ chữ này là công, chữ vạn này là công đúng không? Đây công này. Đúng vậy. Thế này sao cùi vậy, tôi cùng tôi dùng Google dịch cái mấy anh em. Để con mình nâng lên mình dịch lộn nữa, mà sao thẻ này nó cùi quá vậy? Tôi dùng tôi dịch cho nó chắc mấy anh em. Trời thì tấn công nó không có cái nào luôn, vãi đạn kìa chứ. Họ phải roll lại. Ủa thì vũ trang đúng một cái mấy ông, thì vũ trang đúng một cái cam. Không có cái cam nào luôn. Ồ vũ trang không có cái nào luôn mà cái này có cái thẻ là cái thẻ gì đây? Má vũ trang có cái thẻ nào luôn thì trời đủ ạc buồn gì? À, tăng 15% tấn công nè, đủ. Một phan chỉ số 9 ở đây là từ. À, tăng tấn công nè, đây nè. À, chị quên để chỉ số 9 ở đây. Ờ à, ok. À, anh dùng app trên nữa thôi, nghe được rồi. À, tấn công ở đây, lọc ở đây, lọc ra cái lọc lấy dòng, lấy mấy thị trắng tăng tấn công mấy anh em. 1800 đây là cộng HP đúng không? À, tôi run lại cái thẻ cái mấy anh em, tôi run lại cái thẻ xong rồi đi mấy anh em, run lại cái thẻ để lấy đam mạnh tí không cho đi. Mày sao Ron toàn ra phòng thủ không vậy? Độ đừng nói qua bên xe vào chung cũng ám theo nhan trọ ra ba dòng phòng thủ luôn, giỡn anh ý. Ờ đừng giỡn gì chứ. Ôi má thiệt luôn á, qua bên xe vào chung rồi cũng không yên nữa. Má qua bên xe vào chung rồi mà cũng không yên nữa. Độ cái dòng màu vàng này là cái gì vậy? Cái dòng này là cái dòng gì? Cái dòng này là cái dòng gì đây? Đang cộng gì đây? Cái dòng này là dòng gì? Bỏ qua thủ rồi, ok. Em này bỏ qua thủ mấy anh em. Má thiệt á. Tôi qua bên kia vào chung rồi đừng có ám tao nữa, tao ra roll nó thỉ bình thường có công tôi đi coi rồi đây rồi.
B nữa. Chắc ron đại chập 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 đi cho mau. Mấy dòng phần trăm, ba dòng phần trăm, mỗi thứ ba dòng phần trăm được một dòng phần trăm tấn công và hai dòng kia phần trăm thủ à. Đủ hay phần trăm HP vậy? Ủa giỡn à, độ ra hai dòng HP, ba dòng H, hai dòng phần trăm HP, hai dòng HP thường. Ôi mấy giỡn hay phần trăm thủ vậy? Gì vậy? À một cái tăng tốc độ, một cái tăng phòng thủ, một cái phần trăm tốc độ, một cái tăng phần trăm phòng thủ, một cái phần trăm tấn công. Họ là chờ mé thiệt chứ, ôi mé quằn thiệt chứ. Đâu cái đầu thiệt á, mình sử dụng ổ khóa được không? À, ổ khóa có điếu đâu, ổ khóa làm gì có khóa mà khóa thôi. Càng nâng tạm đi mấy anh em, nâng tạm lấy được chiến lên thôi, nâng tạm lấy được chiến cho nó cao lên tí mấy anh em rồi đi thôi mấy anh em, khỏi cần đi. Ôi má thiệt cái chưa, không một mờ công thì dễ rồi, một triệu công thì dễ mà, chịu công thì easy mà. Chịu công thì dễ mà. Chịu công chưa? Mấy công rồi? 900 rồi, rã đồ mấy con kia ra nâng lên là được. Tạt xuống mới kia. Rồi xong lấy cái ghiêu của con Tatsumaki bỏ qua ta. Ok. Tại sao mình không lấy cái ghiêu của con Tatsumaki mình bỏ qua ta? Tự nhiên mình ngồi mình nâng chi cho cực vậy? Rồi sao mình không lấy cái ghiêu của con Tatsumaki mình bỏ qua ta, mình ngồi mình nâng lên chi cho cực, cho khổ cuộc đời của lụ mình vậy? Ok. Ihan pro ổn không pro? Tại sao tự nhiên mình không lấy cái ghiêu của con Tatsumaki mình lấy ra mình để mình chơi mà tự nhiên mình vô mình ngồi mình ấy nãy giờ luôn à. Đậu ừ mẹ nãy giờ ngồi nâng ỉa quần luôn. Con vũ trang con Sunit có không? À Sunit có rồi. Rồi tôi bị lâu lâu tôi bị rối loạn tiền, tôi bị rối loạn tiền đình đó mấy anh em thông cảm mấy anh em. Đồ như chưa mở ngọc rồi cũng mốt rồi. À, lấy thêm mở ngọc ra nữa là được. Giờ mở thiên phú lên lấy ngọc là được mấy anh em. Rồi bây giờ mình chuyên mục thiên phú rồi. Ngoài 2.000 điểm nâng đã luôn mấy ông à. Mày up flash si flash. Ngày mai content up full flash si flash. Rồi chắc nâng cơ bản nên lấy lắp ngọc vô trước mấy anh em. Mệt gì mà mệt mấy anh em, không có gì mệt hết á. Server chung dạo này nó còn lắc hơn cái server C nữa. Bốn. Ui, mày cái rương điểm này để mày rương điểm này đúng ngặt clone nhiều vãi đạn mấy không? Cái rương điểm này để nhiều vãi à. Rồi nâng mát con flash lên nó còn có tầm bao nhiêu triệu được chiến, 5 triệu được chiến, tầm 1 triệu công đi. Siêu mới mấy anh em tầm cỡ gấp trăm, tầm tầm cỡ 1 triệu công là đi được. Rồi chí mạng hai ô này là hai ô công đúng không? Rồi nâng ô thủ này lên nó nhét ngọc vô mấy nè, nâng ô thủ này lên nó nhét ngọc vô nữa là xong. Nói chung là đồ cơ bản giống như mấy anh em chơi bên siêu mới vậy đó.
Ông mà SEO mới sao mà mấy em nâng cơ bản lên gì? Mấy anh em lên kèo đi mấy anh em ơi, mình dự đoán được rồi đó. Mấy anh em bắt đầu đặt đặt dự đoán rồi đó, đi được có tầng bao nhiêu mấy anh em đặt dự đoán đi mấy anh em ơi. Mấy anh em cho một con số đi, mấy anh em hãy cho tôi một con số ngẫu nhiên đi. Thiếu thiếu đồ để lắp vô cho nó. Mày không còn con nào còn đồ để đắp vô luôn à. Mấy anh em cho tôi một con số đi. Cho tôi một con số đi mấy anh em. Rồi ok, tháo ống ra cái dồn hết luôn, mày dồn hết cho con flash tự đi nó tới đâu mấy nè. Bây giờ không có kinh thì mình test cho mấy anh em server không có kinh luôn anh. Bây giờ mình test cho mấy anh em server không có kinh luôn vậy nó mới hay chứ. Vậy mình test cho mình đâu server 594 có, server 600 mấy làm gì có con kinh. Server 500 mấy làm gì có con kinh, mình test test chung luôn đi. Server 500 mấy làm gì có con kinh. Mình làm mình test luôn một lần luôn đi đâu. Vừa 594 coi thử mà một mình con flash nó làm ăn được không ạ? À, của quái nhân. Còn gì để tăng không? À lắp áo vô. Nghe toàn ấn nội thương không vậy? Ấn công được mấy cái vậy? Ok, hai cái ấn bảy. Một cái ấn chi kích, có ấn chi kích không? Ui, mày đéo có ấn chi kích luôn à. Mày. Rồi được một ấn chi kích mấy nè. Rồi ok. Rồi. Tạm thời là như vậy đi. Thì con flash này sẽ là 1 triệu 2 công. Ok. Đơm thôi mấy em ơi. Hello em, hey em. Rồi ok, mình vô mình đi tháp ra. Thì bên nãy bên kia có xương rồng có lo rồi ha, thì mình coi thử là mình đi mình lết tới được tận nhiều. Rồi ok, thì lay up ở đây là chúng ta sẽ ngồi vô coi từ mình sẽ quét từ tầng 1 tới tầng 9 ha. Tôi sẽ bỏ hết cả bơm cái đồ ra luôn, tôi sẽ bỏ hết ra luôn nha mấy anh em. Bỏ hết mấy con đam ra luôn, chỉ để một mình duy nhất một con flash flash thôi. Có thể vui vẻ thêm con garu cũng được. Rồi ok. Có nào thêm hiệu ứng cho nó màu mè hoặc lá cành thêm nữa được không? À thiếu tâm linh, thiếu tâm linh. Tâm linh nó Tatsumaki thường đi. Đấy. Em con MK rồi cho nó vui vẻ vô coi, hiệu ứng rồi cho nó màu mè hoặc lá cành coi. Rồi để coi thử đi tầng 1 coi thử như thế nào mấy em, chắc cũng mạnh á, một nhảy rồi nghĩa chắc có co đi cây á. Hay tôi dẹp co đi cây luôn hợp lý mấy anh em, mẹ dẹp co đi cây luôn cho nó công bằng mấy anh em ơi. Để tôi dẹp luôn co đi cây ra ra cho nó hợp lý luôn mấy anh em ơi. Siêu mới làm đéo gì co đi cây, dẹp luôn cái co đi cây ra. Mình phải dẹp luôn cái co đi cây mấy anh em à, dẹp luôn cái co đi cây thì nó mới hợp lý lận chứ còn cầm cái co đi cây nó không có hợp lý đâu. Dẹp 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 luôn cái co đi cây ra mấy anh em, dẹp luôn cái co đi cây mình cầm co bơm luôn mấy anh em. Để cầm co bơm luôn mấy anh em ơi, không cầm co đi cây. À chết mẹ con bơm này là con bơm UR quên. Rồi ok, đó không coi đi cây không gì hết luôn nha. Hay lấy thêm Sam vô cho chi kích không? Rồi như vậy đi, như vậy là được rồi đó. Rồi ok, mình sẽ quét nha, mình quét ở tầng 9 trước mấy anh em, thường là mấy anh em đi quét ở tầng 9 trước.
Mình coi mình quét tới tầng 9 trước mấy anh em. Ủa đi được bao nhiêu tầng? Ủa cái đống chì nó không mắc đó ta, cái đống chì này đáng lẽ bên server chung giờ này nó phải là 10 chì chứ, bên server chung bây giờ nó cho mắc chì luôn à. Ủa? Nó không reset chì à, bên server chung nó không reset chì à. Ủa tôi nhớ cái chì này qua tháng nó reset lại thành một mà bên server chung giờ nó không reset chì à. Ok. Đủ. Sướng vậy, bây giờ ra là cái là đi đi full từ tầng 1 tới tầng 60 luôn à. Đù. Cái này mới cập nhật à. Tôi nhớ là hôm nay mới ngày 5 mà ngày 5 mà sao 110 mấy gì nhanh vậy. Mới cập nhật rồi phải không? Mày đổ tốn thăm vậy, mới cập nhật mấy anh em, cái này là mới mới nha, cái này là hàng mới nha mấy anh em. Đồ này mới cập nhật mới có chứ 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 tôi làm gì có mấy anh em. Rồi ok tôi dừng lại mấy anh em. Này chắc mới cập nhật ấy, chứ ngày xưa là mày có, ngày xưa là mày đi ngồi đợi ngày xấu chị đợi yểm quần luôn. Đợt này đỡ tốn tham rồi, ok đây là tầng 9 nha mấy anh em. Rồi ok con flash này nó sẽ nhảy rồi, ok rồi. Có cả follow up luôn. Ui mày cái miễn thương vô con flash này chọc đầu của mấy anh không có kinh boost mà chọc đam cỡ này rồi mấy anh em ơi, không có kinh boost mà chọc đam cỡ này rồi, để coi thử là đi lết từ maximum luôn tới tầng bao nhiêu mấy anh em. Rồi kiếp ha, tôi sợ thua anh quá nhân mẹ chứ cuối cùng bên anh hùng mà tôi nghĩ mẹ không thua nổi mấy ông ạ. Rồi để mình quét, tôi quét thử tôi lết hết từ maximum luôn là sẽ tầng bao nhiêu. Rồi để quét thôi, để flash chập thôi, đang cầm là cầm cầm cái bơm nha, đang để cái bơm đi nha. Tôi nghĩ là khoảng cỡ tầm tầng 30. Đấy. 30 bên bên hạ huyền, mình đi bên dễ chứ còn bên thượng huyền thì có mực nó nói gì rồi. Ngày xưa là có Tatsumaki rồi đi tới tầng 50. Còn nữa dồn hết đồ của Flash luôn thử đi tới tầng bao nhiêu mấy này. Xưa chung nó ra full chì như thế này sướng, đầu tuần vô clear hết lấy nguyên liệu sướng. Ông nào bây giờ mạnh vô cứ quét hết hai bên 60 tầng xong. Đỡ mà còn phải quên ngồi chờ tích 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 nhiều cái xong cuối tháng rồi cái này cái kia nó quên. Ủa mà bên CVC vợ mở vinh dự vậy ta, mở vinh dự chưa mất công, tôi quên hôm nay tôi chưa chết vinh dự nữa. CVC hôm nay mở vinh dự như vậy đó, tôi đánh 5 trận nữa quên chứ không biết chưa vô chết nữa. Hôm nay CVC mở vinh dự chưa, CVC mở vinh dự chưa ta? À mở rồi, tôi qua quýnh chứ quên mất công vô ngồi quên nữa. Ừ nay vô mất công ngồi quên nữa. Đấy, đi tới tầng 20 rồi nè, đây tầng 20 rồi nè. Rồi 21 luôn rồi nè, đấy 21 luôn rồi nè. Rồi ok, 21 luôn rồi nè. 22. Để chúng ta coi thử đi tới tầng bao nhiêu là con flash này nó ngưng. 23. Chơi con số đi mấy anh em ơi, chơi con số đi. Anh Đào kêu là tầng 15, nghĩ sao vậy anh Đào? À, sắp tới tầng 30 rồi đó, anh chơi con số đi. 24 rồi, kêu 25 đúng không? 25 rồi nè, 25 rồi nè. Rồi đi tới 25 rồi nè. 26 luôn rồi, 26 luôn rồi. 26 luôn rồi Kiên ơi, 26 liên cơ rồi. À, kiểu à trên bá có đánh nha, 777 cái gì quên chứ, trên bá có đánh nha, trên bá có đánh, trên bá có đánh. Trời ơi. Má bỏ vinh dự được chứ không bỏ tranh bá nha, mẹ tranh bá bú 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 cái viền anh ơi, tranh bá không quên được, mấy tuần trước quên, sáng hôm nay dậy sớm vô ngồi quýnh tranh bá anh ơi, có quýnh tranh bá đâu, trưa hôm nay dậy sớm đi làm vô ngồi quýnh tranh bá được tí xong 2 giờ đi. Ờ 30 rồi nha, 30 rồi nha mấy con đĩ. Dừng luôn đủ bố mà dừng 30 bố quýnh tay luôn. Ôi chết chết bị qua 30 rồi thôi quýnh 31 luôn. Dừng 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 lại tầng 31 hay dừng 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 lại đủ lố 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 để ngồi coi tí. Ơi mấy đĩ 30 rồi, mấy đĩ rồi ơi mấy đây nha, đây 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 không đồ nha mấy đứa này, không đồ hết nha mấy anh em. Đây chưa có kinh đó nha, chưa có kinh đó nha, có kinh đi còn nhanh nữa, trời má có kinh đi còn nhanh nữa mấy anh em ơi. Ôi má bút bút miễn thương lên kìa, mà lại lại mấy quái này nó chưa có giáp mấy anh em, mà nó chưa có siêu tới tầng sau á, tầng 40 nó mới có siêu lận. Này đó con vừa lá nó chọc vô hoài 180 100 mấy triệu à, bao nhiêu vậy ngoài con, nó giảm miễn thương lên rồi con ấy nó rải đam cũng mạnh đúng mấy em.
Rồi đó, chi kích bao nhiêu vậy? 300 triệu một lần chi kích. Hoài khỏe phết đó mấy anh em. Rồi tiếp tục để coi thử lết maximum luôn tới tầng nhiêu. Cho mấy anh em server mới như thế nào. Như ví dụ như bên 75 này là có đồ nha. Này con flash 1 triệu công như mấy anh em. Này đây là con flash đó đang 1 triệu công đó. Mấy anh em phải lên được tới 1 triệu công đó, thì mấy anh em mới lết được tới tầng này đó nha. Chứ còn mà cấp 75 mà vô mấy anh em bún ói ỉ quần luôn á. Trời ơi, mẹ bỏ tát vô nó vậy, bỏ tát vô mình con tát nó quẹt hết nãy rồi mấy em nội. Mẹ dùng đồ với tát xu kia nó quẹt mình hết nãy, quẹt vô tư mấy em nội ơi. Bỏ tát vô nó làm gì? 34, 34 mấy em ơi, 34 nè nè, 34 nè, 35 rồi nè. Ôi, dừng, stop here, stop here. Stop rồi, ok, 35 mấy em đi, 35 mấy em ơi, 35. Mày bỏ tát vô thì nó làm gì nữa, mày tát vô tạt chứ chủng tạt tới chết mẹ rồi mấy. Con này mà đi được tầng 40 rồi. Không, cái này là đen đồ anh ơi, mỹ đồ em full 5 sao hết rồi em ơi. Con flash này, con flash đồ đang 5 sao, đang 1 triệu công đó. Trời, má 1 triệu công siêu mới cả là một vấn đề đó anh, giỡn hoài. Đang 1 triệu công đó anh. Rồi. Ôi mẹ ăn sụp đổ vô rải đam lên to vãi đạn phải không à. Này là chưa có kinh đó nha, mẹ có kinh là còn mạnh nữa. Rồi đây 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 chuẩn bị coi flash nó sinh tồn nè, đây. Mày đi đi, mày đi đi, né đi flash, né đi. Một mình flash quýnh hết luôn. Né. Né. Rồi một mình flash quýnh hết luôn, một một mày. Ôi nó mạnh. Ôi đã. Ôi đã mày ơi. Ôi đã, ôi đã. Ồ đã. Ồ chào đã. Rồi ok pro rồi, cho con số đi. 1M công thì lại quá đơn giản mấy anh em ơi. Mày. Rồi, mày tôi sợ thua anh quá nhân à. Rồi, tiếp 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 cho con số đi mấy anh em ơi, nổ tiếp thêm con số đi mấy anh em ơi, mình cho con số tầng 4. À cái tầng 40 gặp con chày nè. Ngày xưa bên chơi giờ Việt Nam thua con chày mới nhiều nè, ngày xưa bên chơi giờ Việt Nam thua con chày mới nhiều nữa mấy ông. Gặp con chày mới gãy nè. Đây 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 đây, chuẩn bị rồi, chuẩn bị tới con ác quỷ rồi phải không à. Đây chuẩn bị rồi, chuẩn bị tới con ác quỷ rồi. Đây đây đây, con ác quỷ tầng 40 nè. Ngày xưa bên Silver Việt Nam đứng con chày này nhiều lắm. Chuẩn bị rồi, đây 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 đây, chuẩn bị tới con ác quỷ rồi. Ôi má, tôi nói ngày xưa làm content bên Silver Việt Nam tới cái tháng con chày này tôi nói ở ăn hành dừng ăn hành no luôn. Đây 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 đây, chuẩn bị ác quỷ tới chơi mít pro. Ơi ê, quên, để quấn tay vô để coi con chày chi kích chứ con flash chi kích con nào trên cơ. À chưa chưa, tầng sau mới gặp con chày. À cái sau ải quá nhân mới gặp con chày, tầng tiếp theo mới gặp con chày. Rồi con Sam nè, flash đối đầu với Sam cắm chi kích luôn. Sao làm gì chi kích được, cắm chi kích luôn, làm gì chi kích được, quá làm gì chi kích được. Rồi con flash cắm chi kích mày. Ủa có ông tài có cắm được chi kích của quái không vậy? Đổ công tôi vô tôi ngồi nói cái quái gì kích tôi quê nữa, cắm gì kích không vậy? Có không? Con flash cắm gì kích quái luôn không? Có không? Hình như nó không chi kích được đúng không? Hả? Không chi kích được luôn. Trời ơi, đổ cắm luôn chi kích của quái luôn, kệ mày. Ơi, quái nếu chi kích được luôn, quái không chi kích được luôn, mấy anh em đang bắn kỹ năng nè. Rồi đi quái nếu chi kích được luôn rồi, mày không chi kích được rồi đi rồi, chi kích được không? Ồ quái quái chừng là không chi kích được luôn kìa mày. Cắm được luôn kìa. Ờ gãy 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 rồi mấy anh em à, lấy con đi cây vô đi đùa qua. Rồi tới đây tôi xin phép tôi xài con đi cây nha. Tao 40 này thì tôi xin phép tôi xài con đi cây mấy anh em ơi. Rồi ok. Nên nó trâu lên tí mấy anh em. Ông này con flash này nó không có khả năng sinh tồn, điểm yếu của nó là không có khả năng sinh tồn mà mấy anh em, phải lấy con đi cây vô chứ, nó là công bằng mà. 40 này là có người có tiền mới đi được rồi, 1M công là chưa chưa có mà. Nè nãy tôi đi cho mấy thằng nông dân thôi, bây giờ tôi là trong vai là người nạp tiền rồi. Giờ con flash này là tôi đi với vai trò người nạp tiền từ tầng 40 cái lên, miễn mấy ông đi tới tầng 35 mấy ông chơi kỳ chay không nạp là như tôi đi. Thì đi tới tầng 30 là ỉ quần rồi mấy ông nội. Mày đi cây bằng kinh rồi, có siêu cuồng nổ thôi. Đổ dai mấy anh em ơi, đổ dai, đổ tài, đổ tài. Ôi, bị nó cắm luôn cả chi kích của quái luôn mấy anh em à. Mấy nó cắm luôn cả chi kích của quái luôn mấy anh em à. Má, má, mày cứt mấy ông à.
Ơi má cầm đâu chi kích đâu, nãy giờ quá đâu chi kích, hay là bút tuần này Silver chung đâu không có chi kích ta, ở bên Silver C nó có chi kích mà. Tường là Silver C với lại Silver C là Silver chung nó như nhau. Rồi ok, rồi dễ, rồi gì dễ anh em ơi, má mềm. Rồi lắp đi cây vô cái khác liền với ngồi ơi mấy. À, mềm 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 mấy anh em ơi, mềm được mềm. Rồi mềm mấy pro ơi, rồi ok, 41 giờ lên đây đi mình chơi tay hơn, tay thôi mấy pro, mày dễ rồi. À gặp mấy nồng nọc này hả? Mấy nồng nọc thì easy mấy anh em. Rồi để tôi quét tới thử mình lết được tới tầng 60 hay không. Quan trọng là quái thôi, cắm quái rồi ok mình cho thêm con số đi mấy pro. Vậy mà anh Đào kêu ừ đi được tới tầng 15 mất chi quách. Ờ anh Đào coi thường con Vlad rồi đó anh Đào. Ơi vô mấy anh em ơi, 43 mấy anh em ơi, 43 mấy pro. 43 coi đi cây mấy anh em ơi, tiếp tiếp cho một con số mấy anh em ơi, 44 mấy pro. 44 mấy pro ơi, 44 mấy pro ơi. 45 ngừng luôn mấy pro ơi, thôi auto luôn, 45 luôn, 45 tiếp luôn. 45 luôn. 45 mấy pro. 45 sao lâu vậy? Lâu lâu ơi giật giật. 46 luôn mấy pro ơi, 46 luôn mấy pro ơi. Chưa có siêu kỹ đúng không? Tính chưa có siêu kỹ nữa. 47 luôn rồi mấy pro ơi. Chờ con số đi mấy anh em ơi, cao hơn đi, đừng có 40 mấy nữa, 5 mấy đi. Mình quýnh số 5 mấy đi mấy anh em ơi. Ơi, tiếp mấy anh em ơi, chuẩn bị tao ngát quỷ Sam, 48 mấy pro ơi. Rồi 48 rồi mấy pro ơi, 49 luôn mấy pro ơi. Ôi mấy nếu như mình đi được tầng 50 qua tầng 50 là phá cái lục Tatsumaki luôn á. Tatsumaki đi tới tầng 53 rồi, dừng ở đây. Rồi ok, con bơm ngày xưa cũng đi tới đây là hết chú quách rồi. Mình gặp bộ đôi hai con bi vàng đó, tầng này là hai con bi vàng. Flash ơi, quýnh đi. Đó đúng rồi, cấm di kích đó. Ôi, mày tính mày bắn đúng không? Sao mà đỡ được? mày tính mày bắn đúng không? Sao mà đỡ được? Flash, cấm nó. Khóa cái mượn mới lại cho anh. Trời ơi. Khóa cái mượn mới lại cho anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Di kích. Một giật. Găm vô cái đầu nó. Ủa cái con vừa lát không chi kích. Ok ở đây giờ mới chi kích đủ. À con thấy con kia cao, tóc cao hơn con vừa lát luôn à. À vừa lát mình để đồ tấn công phần trăm tấn công. Ôi quên mấy ông nội ơi, con vừa lát tôi build tấn công phần trăm tấn công hiện vậy đi xong quái. Còn bị tôi mới kêu ủa sao con vừa lát tôi đi sau con đâu remap được. Giờ tôi mới nhớ là con vừa lát tôi để đồ tấn công phần trăm tấn công. Quên. Hiền chi con vừa lát mạnh dữ. Ôi gãy mấy ông ơi, 50 gãy rồi. Chết mẹ rồi, 50 gãy rồi, 50 gãy rồi mấy anh em ơi, 50 gãy, gãy 50 mấy anh em ơi. Giờ làm sao ta, 50 làm sao để qua ta? Giờ 50 lắp thêm hàng vô không, 50 đây. 50 lắp thêm hàng vô không? Độ 50 lắp thêm hàng vô thì nó dễ quá, coi thử mình mình 50 mình thêm ông già coi thử ơi. Mình gọi đồng đội em ơi, mẹ sức mạnh chịu hồi. Thứ gì khó thì mình lắp vô thêm mấy anh em đồ, mình thêm đồng đội vô chưa. Trời đủ ý, nó là chắc flash chưa nâng tinh thông luôn á mấy đi. Má flash chưa nâng tinh thông luôn nha, flash may là flash này là chưa nâng tinh thông luôn nha, chưa nâng tinh thông luôn mà đi tới tầng 50 rồi đó, giỡn hoài chưa nâng tinh thông luôn đó mấy ông nội. Mẹ chưa nâng tinh thông luôn mà mạnh như vậy rồi nha, mày chưa nâng tinh thông mà đã khỏe như vậy rồi đó, giỡn mấy anh em. Chưa nâng tinh thông mà khỏe vậy cứt vậy luôn rồi đó mấy anh em ơi. Còn chưa nâng đầy đủ, chưa nâng hết luôn, chưa nâng mấy cái tính năng đồ, chưa nâng ABC XYZ rồi lên hết luôn rồi đó. Mà mới như đây mà con Flash nó đã khỏe gì rồi đó, mà nâng lên thêm tí nữa là ngon luôn. Này... yêu cầu gì vậy? Yêu cầu này gì? Một gì không biết nữa. Một sao tím à, yêu cầu một sao tím mà con hỗ trợ một sao tím à. Yêu cầu con hỗ trợ một số tiếp. Huy hiệu bản thân 3 sao. Rồi. Có đéo đâu huy hiệu. Đủ có huy hiệu đéo đâu giờ gã nào nữa. Huy hiệu đó là huy hiệu S1 đúng không? Huy hiệu con Vlad là S mấy vậy? S1.
Ôi hiểu ít một điếu cóm em nội ơi, đủ. À đây có con này. Cho em mượn cái hiệu cái anh trai. Ủa? Ai hiểu chợ mẹ hiểu trợ thủ lên ít một, sao tụi mày em nói sớm? Mẹ thì chứ. Làm tôi mới rãng tăng tốp luôn á, mẹ thì cái chứ. Mẹ thì cái. Đậu. À, con vũ trang, à con vũ trang, à con trợ thủ vũ trang. Rồi ok, trợ thủ vũ trang. Rồi ok, trợ thủ vũ trang đúng không? Má nó quằn thiệt chứ. Trời ơi. Đâu rồi, nâng lên tí cho con flash nó có đam tí mấy anh em. Rồi mấy cái này thì quá trời như biển luôn này, mấy cái này như biển luôn mấy ông, mày như biển luôn. Đây là gì? Mũi tên ba này là bên gì ta? Này là yêu cầu ba con vũ trang à, cái này tiếp theo là cái gì thôi, cái này cái dòng thứ hai là cái gì nữa vậy mini? Thiếu gương mảnh dạng ngăn nè. À đây trời ơi, má biển một biển luôn, má một biển gương mảnh dạng ngăn luôn, muốn nhiều cũng có luôn. Rồi có luôn mấy anh em ơi, có luôn như biển luôn. Rồi nâng tới đó mấy anh em, miệng phức tạp quá. Tinh Đông Phi anh hùng đúng không? Thôi dẹp đi mấy anh em. Rồi để tôi thêm chị Đại vô, tôi thêm đồ cho chị Đại để chị Đại đơm mấy anh em. Rồi tôi lắp full đồ hình vô để coi thử con flash đi chung với lại Tatsumaki nó bào thêm được bao nhiêu. Lắp thêm tính năng chiến thuật vô. Uầy, có thể vũ trang sẵn luôn nè. Đấy. Đây có luôn vũ trang luôn nè. Đấy. Rồi. Tốc độ cũng có một cái vũ trang luôn. Rồi, ok. Đơm thôi. Tiếp tục. Để cô thử đi tối đa luôn là tới tầng bao nhiêu. Tối đa luôn rồi, đi tới tầng bao nhiêu cái tháp rồi. 50 đúng không? À, con bi vàng nó bắn hơi đau mấy anh em. Bi vàng nó bắn hơi bị lực á. Rồi ok. Ok. Hoài mẹ combo này là combo siêu chi kích luôn mấy em nội. Mẹ combo này là siêu chi kích luôn. Mẹ chi kích hơi bị ác luôn á. Mẹ combo này là chi kích hơi bị lực luôn á. Nhưng mà mình đi sâu quá mấy này, mình đi sâu quá rồi. Rồi chi kích rồi, đòn phủ đầu rồi mẹ, rồi vỗ vô nắm đấm thần công đó. Rồi mẹ con tát với con flash chi kích tới chết luôn mấy ông. Rồi bơm vỗ nội thương, ôi mẹ combo hủy diệt luôn mấy anh em ơi. Không, flash đâu có con tát với con bơm đâu có đồ đâu, vô đặc hiệu ứng à, mình con bơm thôi đủ rồi, con tát vô tạc cho vui luôn mấy anh em à. Tát vô tạc cái vui đi chết vợ. Rồi chi kích. Mẹ con flash tóc còn thua cả quái luôn à mẹ. Đúng rồi chi kích. Đúng rồi chi kích. Chi kích. Ừ. Ui 400 luôn kìa. Mẹ vải cướp mẹ nâng có mấy điểm tinh thông cào lên được 400 luôn kìa. 400 luôn kìa mấy ông nội. Ôi mấy anh này chơi em thưởng cái mấy anh ơi. Wow. Ủa đau quá, nó bắn chết cả ấy luôn rồi tới Sumaki luôn rồi. Ôi ui 500 luôn kìa. À 4 Ôi 50 triệu chứ, 50 triệu quên 50 triệu nhầm, số dài quá đọc biết quên. 50 triệu luôn rồi kìa. Số dài anh em đọc được. Ôi mày 6 nội thương luôn nè, 6 nội thương luôn nè mấy anh em ơi, 6 nội thương luôn nè. Ờ con lá chọc vô cái thôi. Nhầm. 78 triệu.
À, nổ xem chiếc thương của con bơm nữa. Bơm follow nữa. Ngoài con flash lại chi kích nữa. Đấy. Ngoài mạnh mấy anh em ơi, mày combo con flash chứ con bơm chọc đúng đã luôn rồi. Mày boost, mày boost rồi. Tạm biệt map pro. Tạm biệt map pro. Rồi, tiếp theo qua bên anh Hùng. Rồi, mày bên anh Hùng sợ gãy quá ta. Bên anh Hùng quấn tay. Đậu bên anh Hùng chơi dơ. Ờ mày nhiêu năng lượng? Mày nhiêu năng lượng mày nói luôn đi. À cha, đủ con flash này chứ bị con xăm này nó chết trước. Ôi, bình tĩnh. Trời ơi, đi trước đi là thế rồi. Anh trai ơi, bình tĩnh trai ơi, trai bình tĩnh. Ôi, trai ơi. Chơi sao được kêu cái trai ơi. Chết mẹ rồi, con dương đồng con sao kêu được. Trai ơi, chơi sao được kêu cái trai ơi. Đừng chi kích nữa. Anh trai ơi, lỗi em anh trai ơi, kêu thở cái. Trời quá nó chi kích liên tục luôn mấy ông nội ơi, anh trai ơi. Ờ phải để phủ đầu quái nhân rồi, không được, phải để phủ đầu quái nhân rồi. Chết mẹ rồi mấy anh em ơi, phải để phủ đầu quái nhân rồi mấy anh em ơi. Rồi, nói chung là đi được tới tầng 50 đó. À, với một cái clone thì con flash mấy anh em khoảng cỡ tầm 20 nơi này đúng không? 24 triệu lượt chiến. Thì con flash cũng cỡ tầm tầm một củ đi, một củ lượt chiến mà mấy anh em có kinh bùi nữa thì mấy anh em sẽ đi được tới tầng 40. Đó, mấy anh em sẽ đi được tới tầng 40. Còn Tatsumaki thì ngày xưa Tatsumaki là đi được tới tầng 56. Bơm là đi tới tầng 50. Đó. Còn flash này nếu như mà không có kinh thì mấy anh em chơi bên xưa mới lót được cũng gần 35 40 á, tầm đó. Rồi ok, bữa sau thì có siêu kỹ tiếp thêm mấy anh em ơi. Bữa sau là đủ giấy siêu kỹ luôn, bữa sau là có luôn cái siêu có siêu kỹ test cho mấy anh em luôn. Đấy, siêu kỹ thì có luôn. Siêu đi thượng tới tầng 15 đứng với mấy ui mấy ông trong ông vậy, thượng tới tầng 15 ngáp mẹ rồi mấy ông nội. Thượng là tôi nói chừng 25 15 mà đứng, thượng là chừng 25 15 mà đứng im luôn. Đây cho mấy ông đi thử luôn nha. Mai test Genos đi anh. Tôi không có hack cái Genos mấy anh em. Anh em nào có hack thì tôi mượn đi tôi test cho. Tôi không có hack. Tôi thì có, tôi ngồi tôi test rồi, tôi cũng liếm, tôi mút chuột chuột luôn rồi chứ làm gì mấy anh em. Bữa các bạn nào đi mua hack bảy game có Genos á, bạn nào có thương tôi cho tôi mượn tôi lock hack vô tôi ngồi tôi quay video cho. Tôi quay video cho mấy anh em coi. Có là tôi cũng mút vô tôi ngồi tôi quay tôi mút chuột chuột rồi mấy anh em. Này tầm tầng 15 là đứng, 15 là thua. Mạnh lắm thì lên được tới tầng 35 là ngưng. 35 thường là bên thường là đi 35. Ngày xưa đi Tatsu là 35. Bơm là như 25 mà đứng mẹ. Anh định lấy UR không? Không, tôi kêu mấy anh em đừng hỏi anh định lấy UR nào. Bây giờ tôi mà kêu tôi lấy UR nào là mấy anh em lấy tôi làm chuẩn nên thôi tôi không kêu tôi nói tôi lấy UR nào được. Tôi là con là tôi cũng lấy. Thấy thích hợp thì tôi lấy. Không, tôi không lung lay mấy anh em mà tôi bây giờ đội hình của tôi chốt phơm hết trong đầu rồi, tôi có thằng con đó rồi, tôi cứ nhiêu đó tôi chơi thôi. Không hơn không kém được. Nếu như có phát sinh thì phát sinh, nếu như mà có phát sinh thì tôi phát sinh ví dụ vui vẻ siêu kỹ thôi. Thiệt, nếu như mà có phát sinh thì tôi phát sinh cái siêu kỹ thôi, chứ còn lại thì mọi thứ của tôi đối với tôi thì không có hơn được. Và tại vì ạc của Huyền Phong mà đi bên anh Hùng thắng bên quái nhân thua, tại bên quái nhân là nó không có con xương rồng. Nó đi không nổi chứ ạc của Phong là bên 7 game là đi anh Hùng rồi. Bên quái nhân mình cao ô tô chịu không nổi mấy anh em quá chi kích vô cao ô tô chưa kịp phản chết mẹ rồi. Nó quýnh bằng cao ô tô nó chưa kịp phản luôn mà. Ở trên này mấy anh em lấy tôi làm chuẩn xong rồi mấy anh em lấy kiểu khác xong rồi nếu như mạnh hơn tôi thì mấy anh em vô sỉ vả tôi. Còn mấy anh em yếu hơn tôi thì đổ thừa tại tôi chỉ hay vậy lắm. Y như con MK ngày xưa, tự nhiên vô mấy ông chơi, tự nhiên mấy ông lấy con MK xong rồi mạnh thì mấy ông người top thì người ta khiên mạnh. Mấy ông yếu xong mấy ông đổ thừa tại anh Han kêu lấy con MK, đủ điếu hiểu luôn. Đời. Má đời bất công lắm mấy ông à, đổ ngày xưa con MK là một ví dụ á. Ở sủi còn đi được, sủi có đồ đi được mấy anh em, sủi đam sát thương trực tiếp mà, đi thủ đồ mà. Sủi flash sam là mấy con đam trực tiếp là đi theo đồ mấy anh em, đồ mạnh này đi được thôi mấy anh em. Nhưng mà sủi đi thượng huyền ngon hơn con flash flash nha. Đậu sủi đi thượng huyền là vô địch luôn, hạ huyền con sủi nó thể yếu nha. Đậu riêng thượng huyền là con sủi đập rụng cái đầu hết luôn mẹ. Riêng thượng huyền là con sủi hơi bị mạnh luôn á. Má thượng huyền là sủi như là vua luôn má. Tôi nói đi thượng huyền, tôi nói đi thượng huyền là con sủi như vua. Con sủi như vua như chúa mấy ông, sủi vô đập mầm sướng lại cho hạ huyền nó đập lâu. Tại huyền quái nó trâu, quái nó tới 4-5 chấm máu lận, còn thượng huyền quái nó không có máu.
có một cùng lắm 100 máu ảo rồi, con CPU vô đạp, nó đạp vô một hơi là vô siêu cốt, có đạp xuyên qua hai lượt siêu cốt là chết luôn mấy anh em à. Thượng Huyền CPU mạnh lắm, còn Hạ Huyền CPU đuối thôi, tại vì có đồ CPU mới được, còn bên kia thì nó khỏe, bên Thượng Huyền thì nó khỏe. Thượng Huyền là chủ yếu khiên mực mà, con CPU nó đạp xuyên khiên mực mà. Đúng rồi, thơm thì tư duy tốt, còn thú thì tạ anh ha, 28 rồi nè. Thường là tới 35, 35 chỉ thu. Sau này cần gì, bây giờ mấy anh em nào có điều kiện, mấy anh em lấy năm đầu UR, cầm năm đầu UR vô tăng con siêu rồng nó khạc là được rồi. Chủ yếu là mấy anh em thua bên anh hùng thôi, bên anh hùng không có tướng ở đây chứ bên quái nhân bây giờ xe mới, bây giờ bên server 594 trở lên có xương rồng đi khỏe chết mẹ luôn. Mày xương rồng nó khỏe như trâu. Xương rồng có siêu kỹ vô khạc cho một khạc giật banh hết đồ hình. Thua bên anh hùng là chính. Giờ tôi có con Genos đi, mấy anh em kiếm mặt Genos cho tôi đi, vô tôi test xong tôi mới so sánh được. Giờ tôi cũng có Genos đi PvE cho tôi test được, mấy anh em dẫn đi tôi ngồi tôi nói không. Rồi thua ở tầng 34 với mấy anh em, tôi coi thử 34 là thua bên anh hùng hay là thua bên quái nhân. Rồi tôi coi thử là thua bên đâu, mà mấy video này ngồi quay cả tiếng mà ai đâu thèm vô coi, đổ đăng lên có mấy ông ngồi cô like, mấy ông ngồi coi chứ vô mấy người ta vô người ta đâu coi đâu, người ta tu mà. Thường mấy video mà quay gần cả tiếng hồ đó, đang bật quay video quay 41 phút rồi đó. Tôi nghĩ là do thua quái nhân, thua anh quái nhân. Bên anh hùng mà thấy tạc đam như vậy là thấy không thua được rồi, thua anh quái nhân. Đó, giờ mấy ông thấy tầm, giờ mấy ông sẽ thấy tầm quan trọng của Gokitsu. Bây giờ mấy ông sẽ thấy được tầm quan trọng của Gokitsu. Đây là Gokitsu LXR ở mày 7 năng lượng nè. Quên đụng cho nick của tôi đéo xin kỹ. Má xóa được có 3 cây ra ta. Mấy cùi thiệt chứ. Xương rồng ấy khạc nó à, cứ xương rồng mà chơi, mày chơi từ bên Việt Nam qua tới server chung, qua tới server nào cũng có con xương rồng ấy đó rồi cộng để chơi. Ôi má, nó đấm kìa. Bây giờ thua bên quái nhân, chỉ có thua quái nhân tao mày câu bồ rốt cái đồ bùi á, mày câu bồ rốt đi PvE cùi với cứt ra má thề luôn đó. Đó là lý do vì sao chúng ta nên có một con Gokitsu UR nha. Đó là lý do vì sao chúng ta nên có một con Gokitsu UR đó nha. Đấy rồi, ok rồi, xong clip rồi đó. Tổng kết lại là nếu như mấy anh em có con Flashy Flash UR thì với cái phân khúc cày chay không nạp, có kinh thì sẽ đi được tới tầng 4x, còn không có kinh thì sẽ lết tới khoảng cỡ tầm 33x hoặc là 25x. Rồi còn mà mấy anh em có kinh rồi có co đi cây luôn thì mấy anh em ít nhất sẽ lết tới tầng được 5x, với điều kiện là con flash nó không có tầm một củ công đấy, một triệu công rồi. Ok, đó tổng kết cho mấy anh em toàn bộ về 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 thông tin chi tiết tướng đấy.